Lời xin chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mảnh đất thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích là 2 2,4 ngoài thực tế là 1H9 nha và hiện tại cái giá bán là 2 tỷ 9 vẫn đang còn thương lượng nha quý anh chị. Mảnh đất của chúng ta thì có khoảng 100m mặt đường cấp phối xe hơi vào tận lẫy, xe ô tô gầm thấp thì hơi khó vào nha quý anh chị. Cách khu dân cư như là trường học cấp 1 thì nằm tầm một cây rưỡi số, đa đường tỉnh lộ 681 và trường cấp 2 thì khoảng 4 cây rưỡi số và ra tất cả những cái tiện ích cơ bản. Thì nó nằm tầm 6 cây rưỡi số nha quý anh chị. Ngoài ra thì từ mảnh đất của chúng ta di chuyển ra tới quốc lộ 14 tầm 14 km nha. Trước đất đã có nhà cấp 4 ở thì tạm ổn có giếng đào để sinh hoạt. Về đường điện thì kéo hơi xa cho nên là hiện tại đang dùng năng lượng mặt trời nha cả nhà. Nước tưới thì thoải mái. Tại vì suối đá chảy quanh năm. Có ống máy tưới đầy đủ. Ở gần suối thì có đá cục nên tạo ra những cái view thác mini cũng như là suối đá lớn vô cùng tuyệt vời nha, vô cùng đẹp. Trên đất là đất đỏ ba gian tươi xốp và có khoảng gần 1 ha gần đường và suối thì thoải đẹp. Còn phía trên đỉnh thì khá là dốc nha quý chị. Trên đất thì có khoảng 1.000 cây cà phê, có 37 gốc sầu riêng ri 6 đang thu chính, khoảng 4 tấn nha cả nhà. Ngoài ra còn nhiều loại trái cây khác như là sầu riêng Thái 52, sầu riêng musking, bơ, dừa, măng cụt, mít, mận, cao nha cả nhà. Một mảnh đất cũng khá là đẹp, view suối đá và có nhiều loại ken trái cũng như là nguồn thu thì cũng khá là ổn định. À hiện tại thì bác chủ đang bán với cái giá là 2 tỷ 9 đã còn thương lượng nha Và đây cũng là tất cả những thông tin mà em muốn trao đổi cùng toàn thể cô chú anh chị Nếu như cô chú anh chị mình yêu mến em thì có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.